Hiếu Trung xin chào quý vị khán giả của Vina Showbiz. Và hôm nay Hiếu Trung đang đứng ở tại backstage của Marcus. Và hôm nay thì mời được nam chàng trai rất là trẻ và rất là tài năng. Hiếu Trung xin chào Jaden Phạm. Jaden Phạm xin chào anh Hiếu Trung, cũng như là chào khán giả của Vina Showbiz rất là nhiều. Mới đây là cũng mới Tết, thì không biết là Jaden có cái gì đặc biệt cho Tết không, với lại Valentine? Sắp tới thì cũng một thời gian khá lâu rồi, Jaden Phạm đã nên ấp ủ một cái album đầu tay của Jaden Phạm. Thì hy vọng là khoảng một tháng nữa lại đây thôi thì sản phẩm này sẽ ra với những ca khúc rất là mới mà Jaden Phạm mua bản quyền luôn. Thì hy vọng là sẽ được quý vị đón nhận, nhất là quý vị khán giả của Vina Service nha. Cho quý vị biết chút xíu là nhạc chậm hay là nhạc nhanh hay là sao? Bây giờ thì Jaden Phạm xây dựng hình ảnh của mình trước là hát những ca khúc ballad cũng có nhưng mà là những bài hát có cái lời nó rất là ý nghĩa và nó rất là sát với lại cuộc sống thực tế. Thì hy vọng là Vina Showbiz cũng như là anh Phan Hiếu Trung sẽ đón nhận cái album mới của Jaden Phạm. Sắp tới thì mà CD ra thì Hiếu Trung sẽ kéo lên để cho quý vị biết cái CD đó đang sao. Hôm nay là ngày Valentine, thì normally thì Jaden Valentine có làm gì special hay là có memory gì với Valentine không? Valentine thì lúc nào cũng vậy. Ngay cả anh Phan Hiếu Trung cũng biết, anh em nghệ sĩ mình mà những cái dịp lễ như vậy là những cái lúc mà anh em nghệ sĩ phải chạy đi, phải chạy hát show, phải làm việc để cho khán giả vui. Sau lễ thì mới tới là lễ của mình, đúng không? Đúng rồi. Thì cũng nhân dịp là Valentine cũng như là năm mới xuân Bính Thân, thì Jaden Phạm chúc cho tất cả quý vị thật là nhiều sức khỏe, những ai đang yêu nhau thì sẽ luôn luôn yêu nhau, và sẽ thật là nhiều tài lộc trong năm nay. Lúc mà ai mà chưa yêu thì phải yêu liền. yêu liền tay. Ok, thank you again, and I will pull you up back to Vina Showbiz lúc mà CD đã sắp ra. Thank you again and see you next time. Bye bye.